Stone đang gặp khó và chùa gắt áp sát này là rất cao. Trường Jin vừa rồi đã bị knock out, nhưng bây giờ phát hiện ra đối phương đến từ Lamborghini và đó là tơn nạn sấy hoàn hảo để có thể knock out đến chàng Swap. Hai kill luôn rồi. Hai kill gọn gàng rồi. Chua cũng đang bắn sang đến chàng Ravenclaw. Bây giờ Stone đến đây bị knock out với đó là Ravenclaw đến Lamborghini. Mình xin thành viên bên Vinny có xa vì họ đã mang về cho mình được những điểm kill của các thành viên bên phía Team Vàng phải. Quá nhiều quả số 1 được trả ra. Đây là một góc mà Vàng muốn cộng vào khu vực của thành viên Vinny xa vì họ, nhưng đó là 4 kill dành cho Vinny của Lamborghini. Những quả nét, những quả đồ được ném ra là khá nhiều. Lucy knock out được Quang rồi, ngay được ngay lập tức thì Gosu đã đổi mạng Misery. Chủ động muốn công nhà ở thời điểm bây giờ cũng đang là có một chút những khó khăn đến từ đội Vipop, nhưng có thêm một điểm knock out nữa thì cơ hội nó trở nên là rõ ràng hơn rất nhiều. Ôi, đúng là như vậy. Gosu bây giờ cùng với cả những đồng đội của mình và Box Gaming, vị trí ổn nam cu tè xuất hiện kịp thời và đã vượt qua được kiếp nạn đầu tiên này. Thậm chí lượng đạn trả ra là khá có chịu nha, nhưng bóng bò đã đến thì Levi cũng đã phải ra đi. Nhưng Master Yi Chi đã bị hạ gục bởi Lamborghini rồi. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để Lambo cùng đội có thể áp sát được một hai vào. Đây là Lambo một điểm knock out nữa và đối phương một tỷ bài thôi. Lamborghini xử lý nhưng Lambo đã phải nằm xuống rồi và chiến thắng vẫn dành cho đội của Team Digo Savior. Top 1 thứ hai trong ngày. Một cái tình huống xử lý phải nói là quá là cấp đến từ DX. Lùi về lại một nhịp khi mà tên chùa đã bị knock out và cần người để cứu. Vâng, tiếp tục có các thành viên của Boom tham chiến nữa. Vừa xong cũng mất thêm người đến từ Vàng Bài rồi, đó là Paladin lên tiếng. Thậm chí Paladin có tự thân bị confirm luôn cái mạng của Ravenclaw. Những nam cung tè đã nằm xuống, đó là thành viên của Boom bắn sàng. Top 16 có chủ rồi, đó là Boom có thể top 15 sẽ tìm được ngay chủ đây. Vàng Bài đang dẫn ở trong cái diện tình nghi, có bị bớ luôn hay không? Bớ rồi. Vừa xây vừa như đã được cặp bóng bóng ngang, chua của hắn đã knock out được Swap rồi. Quan trọng hơn hết đó là vị trí của chùa lại là nét, lại là vị trí của Levi chủ động đẩy sang, và có lẽ đây sẽ là top 1 dành cho đội Team Digo Savior và tôi. Vàng Bài họ đã cố gắng với những quả smoke của mình nhưng nhìn chung nó là không đủ. Tầm này công ở đây thì có hợp lý hay không nào? Thì ở BTL đã nhòm ngó đến khu vực này thì cũng đã cứu rồi. Công rồi đang hút vào đến từ Levit và giờ thì để xem AQ chống đỡ thế nào. Đây chưa hút thẳng vào mặt của Hexa và đây có lẽ là một trong những người phải đâm Mercy. Đây đang bắn cương quan nhượng, đang chống cự được những đó là một thiếu tâm kỳ là hổ vào đến từ tiền của Digo Savior. Vẫn thiếu một hit nữa xoát mới nằm lửa và nết nó đều chưa về tới xoát kịp hồi máu lên và đang ở được vị trí đến từ xoát rồi. Xoát còn sống thì còn có thể gỡ được đến từ bảo đảm, cần có những quả nết chính xác ở trong khoảng đến rồi, nhưng đây là một infinity. Bóng bò đến nơi BT họ bắt buộc phải chạy trước lao cái này vào lắm. Chạy được số 1 nâng vào đi vị trí của Homestay. Tiếp tục anh đưa spam, tiếp tục kêu dành cho số 1 và top 1 dành những cái thành viên bên Tiên Bảo Nam ở trong trận đấu thứ 2 của anh đô hôm nay. Khi mà phương tiện di chuyển đã gần như còn rồi. Bảo Nam bắn tốt đến thằng Rick và đã bắn lốc được lên vị trí của Team Street rồi. Khe nhỏ đó vẫn có thể lọt đạn qua được, nhưng vị trí của Fuchario em đã nằm lại rồi, đó là mạng LB điểm kill đầu tiên với lại của thành viên bên phía thì Bảo Nam. Bây giờ AQ ở phía sau đang cố gắng bắn ra lại của thành viên bên phía Bảo Nam, nhưng có thêm một kill của Digo Savior. Bây giờ kill của sâu áp còn lửa nha, không theo còn quả nết và đó là quả nết đến cho vị trí của Poncher. Vị trí của cái thành viên bên phía thì AQ sẽ bị mắc kẹt ngược lại với hai layup của cái thành viên bên phía thì Bảo Nam để tận cùng với cả Digo Savior. Posiza Evo sẽ có một góc xấu hơn, nhưng bây giờ thì ví dụ mặc LVA cũng được vị trí của No Mercy. Và bây tiếp tục là những thứ sắp bán quả nên đến từ Lamborghini. Digo Savior và cả Bảo Nam tự đang vùi dập hoàn toàn layup của cái thành viên bên phía team AQ. Brick vừa rồi đã phải nằm lại, nhưng đó là điểm kill dành cho cái thành viên AQ. Không chỉ là điểm kill dành cho Digo Savior, Neveco phải nằm chia rẽ là một cái thành viên bên phía team AQ là thành công đến từ layup của cái thành viên bên phía Bảo Nam và Digo Savior. Vozisa Evolve họ cũng đang đầu đẩy vào với đó là những quả nết đi đầu. Vị trí của Zaxi cùng với cả những đồng đội mình có tất những hai đội tuyển Việt Nam vẫn đang giữ đầy đủ cả bốn anh em ơi. Quả nết đến cho Paladin Lea cũng được tìm cả vị trí của Mark LB rồi. Khó dành cho Bảo Nam khi có thêm một quả nết nữa được nhồi vào đến từ Lea của cái thành viên bên phía team Persia Evolve. Digo Savior bị bất lợi đến từ vòng bò, nhưng họ vẫn là một trong những đội tuyển có thể đi đến vòng bò cuối cùng này. Một quả nết tiếp theo đến vị trí của Vệ Levit nữa được trả vào cùng nhau. Bảo Nam phải nằm lại, họ phải dừng lại vị top thứ ba, nhưng Digo Savior sẽ tổ quay ngược lại với Lea của cái thành viên bên phía team Persia Evolve. Tiếng DBS đã được lao lên và bây giờ thì chùa lại nằm với đó là một cái tay bên phía Persia Evolve được chưa trở về, đó là 3 vs 3. Paladin đang yếu máu, Lamborghini đang tạm tính tình hình, thì muốn được trở về đó là 2 vs 2 ở trong diễn biến cuối cùng. Và tiếp tục là tiếng đây vs tốt đến từ vị trí của Levit.
hơi khó cho ví dụ Lamborghini. Một vs một ở trong khoảng gian cuối cùng, DBS sẽ đấu với nó là khẩu súng một thôi. Hết đạn mọi còi ơi, còi ơi, không được rồi. Phố Serenity này chưa bao giờ là một vị trí dễ chơi, nhưng Bảo Nam lại cùng với cả Bóng Game mình lại đụng độ lại với nhau. Map trước đụng nhau rồi thì map lại tiếp tục về AR. Vị trí của Gosu di chuyển ra phía bên ngoài, và trong khi đó thì người đồng đội không biết là thành viên Bảo Nam lại di chuyển vào trong. Nhưng Gosu bây giờ thì chạy kiểu gì đây? Potter đã tới, cùng thêm với đó là cả vị trí của Soat. Đây là một tình huống vị trí của Gosu hoàn toàn có thể 1-3 được với thành viên bên phía Bảo Nam, và đó là chip của Đông Bảo dành cho vị trí của Gosu. Bảo Nam đây, nó sẽ xử lý như thế nào đây? Và đó là những xảy ra đến điều Potter. Double kill dành cho ví dụ Potter. Break phối hợp cùng với đó là Potter và clear thì hoàn toàn cái tay viên bên phía trên rời. Thì đó là điều cần vốn đến từ ví dụ của Potter trong tiếng vừa rồi. Không quả nết đến từ Potter yếu thôi, nhưng Potter vẫn có thể thắng đối thủ, chỉ còn chừng một chớp mong. Hồi máu xong thì nết sẽ lên. Bắc LV đã sẵn sàng một quả nết rồi. Break cũng đang có mặt ở đây. Topper đang muốn đảo góc, nhưng liệu đảo được hay không đây? Không đảo được đâu. Potter lại lên tiếng với cầu đi bếp trong tay. Hai điểm kill đã có cho Bảo Nam, và điểm kill thứ ba đến ngay sau đó rồi. Và Akil sẽ di chuyển ngang qua mặt vị trí của Soat. Còn quả hết rồi không? Soat còn một quả, nhưng mà LV lại phải nằm lại ở trong tiếng vừa rồi. Potter mang về thêm một điểm kill nữa dành cho cái tay Bảo Nam. Akil đang di chuyển ra phía bên ngoài, và Potter không, đó là vị trí của Soat. Cũng đi vị trí của No Mercy. Tình huống đưa trở về đó là 2 vs 3. Còn một quả nết em ơi. Quân ơi, còn một quả nết ở trong khoảng gian cuối cùng, nhưng liệu Quân có thể làm được hay không nào? Quá nhiều smoke bắt đầu được trả ra đến từ cả hai đội tuyển rồi. Trong tay của Potter cũng còn tận 4 quả nết và một quả lửa nữa. Còn tiếp tục là quả nết tổng đến từ bây giờ. Sau đó cũng được thêm một thành viên nữa bên phía team Akil. 4 vs 1, lấy đầu ra cội cho Akil top 1 ở trong map điều này, khi cả Soap, Brick, Potter và cả Mark LV đều đang cố gắng bắt top 1 dành cho cái thành viên bên phía team Bảo Nam. Một cái top 1 quá cảm xúc, một người đẹp quá đẹp dành cho Bảo Nam.